con. Bán gì cô? Có này. Cảm ơn nha cô. Cảm
Thank you.
mà lợi giờ lỡ cỡ 12 giờ thì thường 12 giờ là không chứ. Thank you.
đây nó tự nó ăn cái gì tôm nó ăn đâu có một cái chiên thiên thao đang mất lại có một chiên thiên luôn cái chiên em xuống em ơi Alo, thầy ba về nha. Về ngay vô đất cúng. Cúng nhà thầy ba. Là khánh đấy, không biết cần cái gì. Bà con hàng xóm mà. Chú là con ngủ. Rồi tan nhà báo đó rồi có gì cũng nói sức thông cảm nha. Cảm ơn nha. Có tiền chưa? Rồi rồi. Mẹ cúng đâu phải đủ chứ. Đi làm lễ mà. Chú vô về nha chú. Mai mới câu. À, con tưởng đâu chiều làm lễ. Về có đi tính đi. Bất lộ ấy.